Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hiện mới đưa vào khai thác sử dụng được khoảng 1 năm. Riêng đoạn qua địa bàn Hà Nội-Bắc Ninh mới chỉ khai thác được khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 30 km đã xuất hiện tình trạng xuống cấp tạo thành các vệt lằn bánh xe, nứt mặt đường. Liên quan tới vấn đề này, Ban Quản lý Dự án 2 thừa nhận hiện đang tiến hành kiểm tra và giám sát chặt chẽ các đoạn tuyến xuất hiện tình trạng xuống cấp hư hỏng. Tuy nhiên, hiện công trình vẫn đang trong thời gian bảo hành, vì vậy nhà thầu, đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn kinh phí để khắc phục sửa chữa lại mặt đường. Được biết, dự án cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản là hơn 6.600 tỷ đồng và vốn đối ứng Việt Nam là 3.340 tỷ đồng. Các đơn vị trúng thầu gồm liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 Senco 8, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 Senco 1.